Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, xoay quanh về câu chuyện của Trấn Thành có giành mua vé của một khách hàng ở trong rạp hát hay không? Và câu chuyện này nó làm cho mạng xã hội có hai chiều. Người thì bênh vực cho Trấn Thành, còn một bên thì phản ứng rất là gắt gao đối với MC Trấn Thành và họ binh cho về phía cái người mà viết status cho cái bài này và nói Trấn Thành đã dành mua vé hết để bao đập hát nhưng mà không có đặt vé trước. Câu chuyện nó thật hư ra sao và bên phía quản lý của Trấn Thành họ cũng có viết bài rồi bên đập hát họ cũng có giải thích, nhưng mà cái lối giải thích của họ làm cho nhiều người nó nghi ngờ, làm như là có sự lấn cấn gì trong đó, không quý vị? Có nhiều người thì lại bảo rằng là có tiền thì có quyền, có quyền làm tất cả đủ mọi thứ, nhưng mà trong cái giới hạn nào thôi, vì tất cả mọi người cũng là khán giả của Trấn Thành, tất cả mọi người đã xem Trấn Thành làm MC, diễn viên bao nhiêu năm tháng qua, dù sao đi nữa họ cũng là đã đem đến cho Trấn Thành những lợi ích trong thường ngày của một người nghệ sĩ, không quý vị ha. Còn đối với các bạn thì suy nghĩ như thế nào? Mình thấy câu chuyện này nó càng ngày làm như là nó càng không biết có ai khuấy động hay không, mà càng ngày nó càng đưa lên cái sự cao trào hơn nữa. Chẳng hạn như hôm trước mình có viết về cái vụ này thì rất có nhiều lời bình luận. Để mình xem và đọc lại cho tất cả quý vị nghe những lời bình luận của tất cả quý vị khán giả nha. Nhưng mà đa số thì mình thấy là mọi người không đồng tình với lại lối cư xử của MC Trấn Thành và những cái gì mà bên rạp hát họ giải thích thì nó không có logic. Đại khái là những lời bình luận là như vậy. Ok, bây giờ chúng ta cùng đọc với nhau ha. Đầu tiên là Tiểu My có viết là nếu Trấn Thành có điện báo trước thì phải thông báo hết vé để mọi người không ra về, không phải đứng đợi chờ mua vé. Đúng là vô lý. Nếu mà Trấn Thành nói là đã có đặt vé rồi và bên rạp hát cũng có nói là như vậy thì bên rạp hát phải nói với lại tất cả mọi người là xuất chiếu lúc 23:10 đã hết vé. Cái này cũng có lý, không có các bạn ha. Ok. Thanh Thanh không có ghét gì Trấn Thành, đứng ở giữa thấy Trấn Thành sai sai. Nếu đã bao rạp rồi không ai bán vé nữa đâu. Ngọc Nguyên Như, câu chuyện thì chẳng có là gì, nhưng mà khi mà liên quan tới Trấn Thành thì nó làm ầm ĩ lên. Thì tất nhiên là tại vì Trấn Thành là một diễn viên gạo cội, là một MC cũng tài năng, rồi một đạo diễn nữa, một diễn viên. Và trong những ngày tháng gần đây là những bộ phim của Trấn Thành kêu bằng là đạt mốc trăm tỷ không à. Nhưng mà nói thật ra cái phim Nhà Bà Nữ đạt hơn 500 tỷ gì đó là mình thấy nó lạ lùng đó nha. Hay là nhờ sức chiếu vào cái mùa Tết, tại vì Tết không ai làm gì chứ, người ta đi coi trong những ngày tháng đó là người ta đi xem phim không, tại đâu có kinh doanh, đâu có làm gì, nhiều người rảnh rang thời gian, mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà cái bộ phim đó cũng như là mình đã cho điểm rồi, cột mốc chừng 7-8 điểm mà cuối cùng mình cho là 8 điểm thì cũng có người nói rằng là mình cũng hơi phóng khoáng cho 8 điểm cái bộ phim đó, chứ bộ phim đó không đáng số điểm đó đâu. Tại vì mình không thích cái những người phụ nữ trong cái bộ phim đó, từ người mẹ tới hai người con chửi chồng như điên nha, và dùng những danh từ đó hơi thô tục. Người phụ nữ Việt Nam là thường thường chúng ta tôn vinh lên một cái vẻ đẹp thùy mỹ nết na và cư xử chịu đựng, chứ không phải là một người phụ nữ luôn luôn lúc nào cũng mở miệng ra là chửi, mở miệng ra là chửi, mở miệng ra là chửi, cho đến khi mà
cô con gái Úc mà hiền lành, ngây thơ, khi mà ra khỏi nhà rồi cô ta khi mà gặp vào cái hoàn cảnh mà hơi khó khăn, đang sống với người bạn trai đó, thì bắt đầu cô ta cũng bắt đầu trỗi dậy với lại cái tánh khí giống như người mẹ. Thực ra mình thấy nó hơi kỳ kỳ cái bộ phim này. Đó là cảm nhận riêng của mình thôi. Thanh Thanh có biết giờ quản lý rạp đó báo cũng tẩy trắng cho Trấn Thành, hèn gì dám làm mà không dám nhận. Kimberly Hồ, nếu bao rạp thì phòng vé mở cửa bán cho khách làm sao, dù sao thì cũng bao che cho nhau thôi, không cần phải nói nhiều. Nếu thực sự đã bao che cho sự riêng tư thì tại sao còn bán vé? Đó là câu trả lời ai đúng ai sai. Yêu Cường, phim Việt Nam xàm lắm, nói chuyện bậy bạ thô tục để khán giả nhe răng ra mà cười. Minh Tân, chào anh. Vâng, chào Minh Tân. Minh Tân thì hay lúc nào cũng ủng hộ mình bằng cách vào nhấn like rồi để lại những lời bình luận. Cảm ơn Minh Tân rất là nhiều nha. Minh Tân ở thành phố San Jose, cách mình chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Và Minh Tân cũng có viết, Trấn Thành lỗi hoàn toàn. Rạp chiếu phim là nơi ai cũng vào xem được, không thể nào có không gian riêng tư được. Thì Yêu Cường có viết trong cái sự bình luận của Minh Tân là ý ta đây có tiền, có quyền mà. Mình thì chỉ nói cảm ơn Minh Tân với những lời bình luận chân thật. Vâng, đó là những gì mà những lời bình luận mà khán giả đã bình luận trong cái video trước mà Cali Sài Gòn có làm, nói về Trấn Thành có sự ồn ào giành mua vé với một nam thanh niên trong rạp hát. Thì tờ báo Thanh Niên có viết rằng Trấn Thành khẳng định không chen ngang bao rạp, muốn kết thúc trong ôn hòa mà thôi. Chúng ta cũng đã biết tối 3 tháng 3 nghệ sĩ Trấn Thành đã lên tiếng trước lùm xùm về việc thiếu văn minh khi chen ngang và mua toàn bộ vé còn lại rạp chiếu phim ở CGV. Nam MC khẳng định không có chuyện mình giành mua hết vé bao rạp như là lời kể của người kia. Và Trấn Thành cũng xin lỗi với khán giả về cái sự ồn bao rạp vì chỉ muốn riêng tư cho mình. Sau một ngày bị tố gây xôn xao trên mạng xã hội, Trấn Thành chính thức phản hồi về ồn ào chen ngang đó, bao rạp vì muốn riêng tư. Anh cũng gửi lời xin lỗi vì những hiểu lầm không đáng có gây ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người. Trước bài viết trên trang cá nhân của chủ tài khoản có tên là NV, hình như là Vinh ha, tố Trấn Thành có hành xử thiếu văn minh tại rạp chiếu phim CGV ở Sài Gòn. Quản lý CGV đồng thời ở Đồng Khởi đã thông tin chính thức trên trang cá nhân. Tuy nhiên, ngay sau đó thì sao? Tờ báo này viết đứt khúc, thực ra mình khó mà hiểu được ý của họ muốn nói cái gì luôn nữa. Ok, bây giờ mình đọc theo cái tờ báo ha. Phía CGV và Trấn Thành nói gì về vụ bị tố kém duyên khi mà vào trong đó rồi nói là bao rạp. Sự việc Trấn Thành bị tố tranh chỗ mua vé xem phim, bỏ tiền bao cả rạp vì muốn riêng tư, khiến hai khán giả phải ra về, hiện vẫn đang làm náo loạn mạng xã hội với nhiều bình luận chỉ trích hơn là tích cực. Phía CGV và đại diện của Trấn Thành cũng đã lên tiếng nhưng càng bị cư dân mạng bóp mẻ do không có khớp với nhau. Ông Nguyễn Hoàng Hải, giám đốc nội dung của CGV, cho biết liên quan đến sự việc của Trấn Thành tại rạp chiếu phim, chị Nguyễn Thị Thanh Hạ quản lý rạp
CGV Vincom Đồng Khởi, Thành phố Hồ Chí Minh đã có giải thích chính thức trên trang cá nhân vào sáng 3 tháng 3. Theo đó, chị Thanh Hạ cho biết Trấn Thành đã liên hệ với rạp vào ngày 1 tháng 3 để đặt trước một suất chiếu riêng tại phòng Gold Class có 22 chỗ ngồi. Lúc 23 giờ 10 phút, cả gia đình và bạn bè tối ngày 1 tháng 3 Trấn Thành tới và được mời sang quầy khác để lấy số vé đã in sẵn. Anh khách đứng trước hiểu nhầm là anh Trấn Thành đến nơi mới mua vé và có hỏi mua hai vé trong suất chiếu riêng mà anh Thành đã đặt trước. Ngay lúc đó nhân viên quầy có giải thích và mời anh mua vé suất chiếu sau cũng cùng phim sẽ bắt đầu vào lúc 23 giờ 20, chỉ cách nhau có 10 phút mà thôi. Vẫn còn nhiều chỗ, mình xin khẳng định là anh Trấn Thành đã đặt trước suất chiếu riêng cho gia đình chứ không phải đến nơi mới mua vé, và việc này không hề làm gián đoạn đến việc đặt vé của khách khác. Tuy nhiên, quản lý của Trấn Thành cũng đưa ra một quan điểm giải thích không có chuyện nghệ sĩ chèn ngang xương như vậy. Cũng không có dành suất chiếu phim. Theo phía bên diễn viên, trước đó vào chiều ngày 1 tháng 3, anh đã đặt suất riêng cho 23 giờ 10 phút để xem phim cùng với gia đình, rồi với bạn bè đến nơi trong lúc Trấn Thành đứng chờ. Nhân viên của rạp mời anh sang hàng kế bên là hàng nhận vé ở chỗ online đó. Chúng tôi vẫn còn lưu tin nhắn đặt vé trước với quản lý của rạp, đại diện Trấn Thành cho biết như vậy. Cộng đồng mạng nhanh chóng bóc phốt khi cả CGV và quản lý Trấn Thành đưa ra thông tin sai thời điểm đặt vé. Có nghĩa là bên đây, người ta bên phòng vé ta nói rằng là khi Trấn Thành tới thì người ta mời Trấn Thành qua bên đây để lấy vé. Nhưng bên đây thì đã có người, hai người đã xếp hàng rồi. Thì bởi vậy bên Trấn Thành mới bị tố là chen ngang vào và mua trọn vé, trong khi đó khách hàng ta đã đứng trước rồi và người ta cũng xin nhường lại hai vé nhưng Trấn Thành lại không chịu. Và cũng có một cái suất khác vào lúc 23 giờ 20 phút chỉ cách có 10 phút thôi, cũng cùng một cái phim đó. Nếu một người bình thường thì thôi, kệ mình chạy 10 phút. Dẫu sao đi nữa thì Trấn Thành cũng là một người nổi tiếng. Nếu mà theo như một người mà phải nói là hiền lành hay là chuyện nhỏ chuyện lớn mình quá ra nhỏ thì người ta thôi kệ, cho Trấn Thành cho coi xem đi. Dẫu sao Trấn Thành cũng là cống hiến cho nghệ thuật rất nhiều, đại khái là như vậy. Nhưng mà đối với một người mà tính tình cương trực và thẳng thắn, nhất là thẳng như ruột ngựa, thì người ta không chịu như vậy. Thưa quý vị, dẫu sao đi nữa, mặc dầu anh là có là nghệ sĩ, anh một là có một một địa vị gì trong xã hội đi nữa thì anh cũng xếp hàng giống như tất cả bao nhiêu người khác mà thôi, phải không? Chứ đâu phải nói là anh có tiền, anh có quyền, anh muốn làm gì làm, không có. Ở Mỹ thì không có chuyện đó. Ai xếp hàng trước thì mua trước, ai xếp hàng sau thì mua sau thôi, chứ không có cái nạn mà chen ngang. Trước đó tối ngày 2 tháng 3, tài khoản NV có bài viết tố Trấn Thành hành xử thiếu văn minh tại rạp chiếu phim. Theo NV, khi đang cùng bạn gái xếp hàng chờ mua vé xem phim tại rạp chiếu phim CGV ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vào đêm 1 tháng 3, Trấn Thành, Uyển Ân, Ali Hoàng Dương và Hoàng Lý xuất hiện. Theo NV, Trấn Thành sau đó chen lên đòi mua tất cả các số vé còn lại và bao nguyên cả rạp luôn. Vì xếp hàng đã lâu nên anh NV đề nghị với Trấn Thành được mua lại hai vé để cùng bạn gái theo dõi bộ phim. Tuy nhiên, Trấn Thành trả lời anh cần sự riêng tư em ơi, khiến hai khán giả NV và bạn gái phải ra về. Tại sao phải ra về? Khoảng 10 phút sau là sẽ có một cái suất giống như vậy nữa mà. Sau khi nghe phản hồi từ phía CGV và quản lý Trấn Thành, tài khoản NV cũng đã có phản hồi với chiều hướng mọi chuyện đã được giải thích không đúng sự thật. Khán giả theo dõi câu chuyện cũng đã có những bình luận phân tích sự việc theo chủ quan suy nghĩ của họ, hoàn toàn bất lợi cho Trấn Thành.
Còn các bạn thì nghĩ như thế nào trong cái vụ việc này? Khán giả thì phản ứng dữ dội sau bài đăng của quản lý Trấn Thành đó nha, chứ không phải là không đâu. Họ không đồng tình như vậy. Trước hành động chen ngang bao đạp ở CGV của nghệ sĩ Trấn Thành gây xôn xao dư luận, quản lý của nam nghệ sĩ là Quỳnh Hoa đã lên tiếng chia sẻ trên trang cá nhân Facebook. Nữ quản lý cho biết xuất chiếu của chúng tôi là 23 giờ 10 phút. Đây là suất rạp đã mở riêng theo order của chúng tôi từ sớm ngày hôm đó để có thể cùng gia đình, bạn bè và người thân, đồng nghiệp thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Và vì số lượng người đông nên Trấn Thành đã chủ động đặt vé trước cho yên tâm, chứ không phải đến rạp rồi mới chọn vé để tránh trường hợp không có vé đầy đủ cho mọi người đi chung. Bên cạnh giải thích, nữ quản lý cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, bạn bè, đồng nghiệp, những người luôn yêu thương và ủng hộ Trấn Thành phải lo lắng. Tuy nhiên, bài đăng của quản lý Quỳnh Hoa nhanh chóng nhận lại những lời chỉ trích còn dữ dội hơn nữa trước khi là đăng nữa. Khán giả, họ cho rằng cô đang hậu thuẫn bóp méo sự thật. Xử lý không khéo léo trong trường hợp này, khán giả yêu cầu phía Trấn Thành cung cấp thông tin hình ảnh, book vé, song vẫn chưa có phản hồi. Ngoài ra, nhiều khán giả còn soi thông tin, lịch sử, chỉnh sửa bài đăng, cũng như so sánh bài viết của cô không khớp với thời gian đặt vé với quản lý CGV ra thông báo trước đó. Khán giả bây giờ thông minh lắm các bạn ơi. Nhất là trên mạng xã hội, họ tìm và họ xôi đủ hết trơn á, họ xôi ra tất cả hết trơn á. Tối ngày 2 tháng 3, tài khoản tên NV đăng tải thông tin trên trang cá nhân tố MC Trấn Thành có hành xử thiếu văn minh tại rạp chiếu phim ở Sài Gòn. Cụ thể, chủ tài khoản cho biết khi mua vé xem xuất chiếu muộn cùng với người bạn gái tại rạp chiếu phim Đồng Khởi đã gặp Trấn Thành, Nguyễn Ân, Ali Hoàng Dương và Lý Hạo, Mạnh Quỳnh. Tại đây, nam nghệ sĩ được ưu tiên mời qua máy kế bên để mua vé. Tuy nhiên, Trấn Thành đã yêu cầu nhân viên bán hết số vé còn lại cho anh mà không quan tâm đến những người đang đợi. Phải chi là một người bình thường thì không sao. Nếu mà một người nổi tiếng mà nếu tôi nói chỉ là nếu như thôi nha, nếu như mà thực sự là như vậy thì Trấn Thành thì phải bị đáng trách đó. Còn các bạn thì nghĩ như thế nào? Hãy để lại những lời bình luận, những lời comment rồi chúng ta cùng chia sẻ với nhau nữa nha. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào.